Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Và đây là chiếc xe Suzuki Jimny. Đây là một mẫu SUV phải nói là cỡ cực kỳ nhỏ với cái cấu hình là 4-wheel drive dẫn động 4 bánh. Và đây là mẫu xe body on frame nha các bạn. Tại sao Duy lại nói đây là một mẫu SUV cỡ siêu nhỏ? Bởi vì các cái thông số của chiếc Suzuki Jimny này ấy, nếu như mà chúng ta kể chính xác từng con số một thì mẫu xe này sẽ có cái kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.395mm, 1.475mm và 1.725mm. Vâng, chiều cao chỉ có 1.725mm thôi. Đây, đây, các bạn có thể nhìn này, đó, đi còn cao hơn cái nóc xe này luôn. Và đây là một mẫu xe mà nhà Suzuki, hãng xe đến từ Nhật Bản, đã phát triển thế hệ đầu tiên, ra mắt vào năm 1970, đã trải qua 3 thế hệ rồi và đây là thế hệ thứ 4. Ra mắt năm 2018 và ngày hôm nay thì có mặt tại triển lãm Bangkok Motor Show. Đó, phải nói là cái thiết kế bên ngoài của mẫu xe này ấy, gây cho chúng ta cái nhìn nó khá là giống với những cái mẫu xe cổ của nhà Range Rover như là Defender này, rồi là mẫu những mẫu Mega ngày xưa. Và cái chất của những cái mẫu xe off-road cũng được thể hiện khá nhiều ở trên những cái đường nét thiết kế của chiếc Suzuki Jimny này. Đây, các bạn có thể nhìn nhá, cái phần nắp capo này, phần nắp capo này vuông vức đó, phần mui xe cũng vuông, cột trụ A, trụ C, trụ B cũng đều rất là vuông vức. Đây là một mẫu xe có tới 4 chỗ ngồi nhưng mà lại chỉ có 2 cửa thôi. Và lát nữa thì chúng ta sẽ cùng tiến vào không gian rất của chiếc xe này nhé. Theo như Duy thấy thì những cái thiết kế, những cái trang bị bên ngoài của chiếc Suzuki Jimny này ấy, nó khá là đơn giản và chúng ta có thể dùng một cái từ nó gọi là thô sơ. Nhưng mà đâu đó thì vẫn xuất hiện những cái chi tiết có phải gọi là hợp thời một chút đi ạ. Đây, đèn pha tròn dạng cổ điển giống như là những cái mẫu xe thế hệ trước đây của Suzuki Jimny. Và bây giờ thì đã được trang bị công nghệ LED này, rồi là cái giải đèn LED định vị ban ngày tròn xung quanh, rồi cái đèn cốt, đèn pha, tất cả các chi tiết này thì đều cái cụm đèn, riêng cái cụm đèn này thì Duy mạnh dạn nói rằng là giống tương đối so với cả cái chiếc G-Class mới đó, cái thiết kế, cái kiểu thiết kế, rồi cái lưới tản nhiệt này. Thật sự đấy là trước đây ấy thì những thế hệ trước ấy thì cái lưới tản nhiệt của Jimny ấy là dạng những cái đường nan sọc to, sau đó là kết hợp với cả cái phần lưới tỏa ong ở bên trong. Nhưng mà bây giờ thì nó đã được làm thành một cái lưới tản nhiệt dạng tỏa ong như này. Nếu như chúng ta nhìn phần đầu xe trực diện ấy thì đâu đó chúng ta sẽ thấy được cái điểm nó bị yếu, nó sẽ không còn được cái chất khỏe mạnh như là cái thiết kế của những thế hệ trước nữa. Duy sẽ để cái ảnh của cái mẫu thiết kế những cái thế hệ trước ở phía dưới, các bạn cùng xem, hoặc các bạn có thể lên Google search cái ra ngay. Đó, ở dưới đây thì chúng ta vẫn có đèn sương mù là bóng halogen. Vâng, đương nhiên rồi, những cái mẫu xe để dành cho địa hình thì đèn sương mù halogen là một cái trang bị rất là cần thiết, đèn vàng mà phá sương tốt. Đó, cái phần nắp capo này trông nó hơi buồn, nó kiểu nói nào nhỉ, nó hơi đáng buồn một chút khi mà cái thiết kế của nó không được bắt mắt. Và dự đoán rằng là không biết tới đây khả năng là sẽ chiếc Jimny này sẽ được đưa về thị trường Việt Nam. Đó, cái phần ngang xe các bạn có thể nhìn này, nó nói chung là nếu mà chúng ta nhìn trực diện ở đây thì nó khá là nhỏ nhắn. Đây các bạn thấy, đây là bộ la răng. Cái thiết kế này thật sự là nó không được bắt mắt lắm. Kích thước 15 inch, sử dụng đan lốp về lốp bình thường, nó không phải đi lốp đi địa hình đâu. Đây nhá, các bạn có thể nhìn kỹ hơn ở bên trong hộp bánh này. Nói chung là đây là một mẫu xe được thiết kế, được hoàn thiện, nó đơn giản, nó gần như không được chú trọng quá nhiều vào cái phần hoàn thiện. Đây, các bạn có thể quan sát là cái rè chắn bùn bằng nhựa này này, đó, trông nó
nó thật sự là nó Duy cảm thấy là nó được chắp vá rất nhiều. Chính xác là như vậy. Đây, đây là cái gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu thì đương nhiên là gập cơ rồi, chỉ có một cái ốp bằng chrome. Không biết đây là chrome đó. Đây là nhựa xong rồi sơn ấy thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Đây, phần tay nắm cũng vậy. Rồi, mấy anh này cục mịch vãi trưởng, làm cái gì ngục ngục. Đây, mọi người có thể quan sát cái phần đuôi và phần hông xe góc 3/4 này. Cái phần đuôi xe ấy, nó được làm khá giống với cả những cái mẫu xe Defender hay là những cái mẫu Mercedes trước đây, nhưng mà thế hệ trước thôi. Chứ còn bây giờ Mercedes rồi Defender đều làm những cái thiết kế vuông vức, nhưng mà nó có những cái đường nét rất là hấp dẫn. Đó, các bạn thấy không? Nó vuông nhưng mà trông nó không được hấp dẫn lắm. Cái phần ốp bánh sau cũng vậy. Cái này trông có vẻ không được chắc chắn lắm. Tay nắm này đó, cũng là cái kiểu cửa mở ngang giống như là những cái mẫu xe off-road thôi. Đèn hậu ở phía sau toàn bộ được sử dụng bóng halogen. Đây, Duy sẽ hạ cái hàng ghế này xuống nhá, để chúng ta cùng xem cái không gian để đồ, không gian chở đồ chiếc xe này như thế nào. Đây, đây, đây là cái không gian để đồ của chiếc Jimny. Mặc dù là sử dụng cái cấu hình là 4 chỗ ngồi, nhưng mà theo như Duy nhìn nhận ở đây thì hai cái vị trí ở hàng ghế thứ hai này khá nhỏ, nó tương đương với cả những cái mẫu xe 5+2 mà hàng ghế phía sau rất nhỏ, chỉ dành cho trẻ nhỏ vậy. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong để xem thử. Còn ở đây chúng ta cũng nếu mà dựng cái hàng ghế này lên thì chúng ta sẽ gần như là không còn cái vị trí để đồ đâu. Đó, rất là nhỏ. Đó, đóng thử cái tiếng này. Đó, nó không có cái chất như là những cái mẫu xe off-road thực thụ của những cái tên nổi tiếng, thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mà nếu mẫu xe này về thị trường Việt Nam mà có cái mức giá vừa phải, và hay chúng ta có thể nói nhận định là nếu có một cái mức giá rẻ đi, thì theo các bạn có sở hữu mẫu xe này không? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video này nhé. Còn tại thị trường Việt Nam hiện tại thì cũng đang có rất nhiều những cái mẫu xe sử dụng cái thiết kế body on frame khá là nổi tiếng rồi. Những cái mẫu bán tải, rồi Fortuner, đó đều là những cái tên rất là đình đám. Có hai anh ngồi đóng đô ở trong khoa nội thất rồi. Mình đang muốn vào mà khó quá nhỉ. Rồi, Duy tạm ngắt video ở đây nhá. À, đây rồi, anh ấy ra đây rồi. Rồi, bây giờ thì mời các bạn cùng tiến vào cái không gian nội thất đi. Đó. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra luôn những vật liệu. Ồ, đây, các bạn có thể đây là cái táp bì cửa. Cái táp bì cửa này, cái độ hoàn thiện của nó chưa hề được tốt một chút nào cả. Ngay đến cái nhựa và cái độ hoàn thiện đều cho chúng ta cái trải nghiệm không ổn. Duy phải nói luôn là không ổn đấy. Nếu mà nói tệ thì hơi quá, nhưng mà nói chung là không được. Đây, nếu mà chúng ta đứng từ cái vị trí cửa ở bên lái, chúng ta nhìn vào cái khoang cabin ấy, thì cái thiết kế này cho chúng ta cái cảm giác
chuẩn là những cái mẫu xe để đi địa hình, đi những cái điều kiện khó khăn, bùn đất, nếu mà chúng ta nghịch để dây bẩn hay là bùn biếc bắn vào ấy thì nó cũng sẽ vệ sinh rất là dễ dàng. Những cái thiết kế này phải nói là từ những cái thập niên ơ kìa rồi. Thôi, mình sẽ nói về những cái chi tiết được trang bị nhá, chứ mình cũng chưa bình luận về về chiếc xe này vội. Bởi vì là những cái bình luận về chiếc xe này, để mà nói về cái ngôn ngữ thiết kế ở cái bảng táp lô này ấy, thì mẫu xe này được lấy khá nhiều từ những cái mẫu xe trước đây, đặc biệt là những cái thế hệ trước của chiếc Suzuki Jimny này. Đó. Chúng ta cũng vẫn có vô lăng ba chấu này. Vô lăng này thì khá giống với cả chiếc Suzuki Swift. Đó, chỉ có thêm một số những cái phím chức năng ở đây thôi. Đồng hồ to rõ ràng được chia làm hai bên. Ở chính giữa đây chúng ta sẽ có một cái màn hình TFT nho nhỏ nữa và một số những cái đèn thông báo ở đây. Gương chỉnh điện. Cái núm chỉnh điện của gương này phải có từ những chiếc xe năm 9 mấy. Đây, chúng ta sẽ quay cái màn hình trung tâm này nhé. Màn hình trung tâm. Màn hình trung tâm khoảng 8 inch có thể có cảm ứng. Nhưng mà những cái cảm ứng này chúng ta vẫn cảm nhận được cái độ hoàn thiện chưa tốt. Những cái trang bị ở trên xe này cũng vậy. Có mấy bạn phóng viên người Thái, các bạn ấy đung đưa thử cái xe và cái xe nó nhún. Duy cảm nhận thì cái thụt khá là mềm. Không hiểu là khi mà đi off-road thì sẽ như thế nào đây. Với cái hệ thống thụt quá mềm như này thì chúng ta đi off-road chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái sự khó chịu. Xe nó bị rung lắc nhiều, ngồi trên xe dễ bị say đấy. Đây, núm chỉnh điều hòa này. Đó, điều hòa một vùng thôi, nhưng mà cũng may là được điều chỉnh bằng điện rồi, chứ còn không phải là nút cơ vặn cạch cạch này nữa. À, ở trên cửa thì không có cái hệ thống điện mà là cái hệ thống lên xuống gương kính thì chúng ta sẽ ở đây. Hệ thống tắt cân bằng điện tử này, rồi là hỗ trợ đổ đèo xuống dốc này. Đó, cần số thô rõ ràng. Đây chúng ta sẽ có một cái cần số để gài cầu. Mỗi cần gài cầu. Đây, vì sẽ tăng sáng hơi noi một chút, các bạn thông cảm. Đây, chuyển 2H, 4H và 4L. Tất cả bên trong này thì ghế thì đều chỉ được bọc nỉ mà thôi. Cái nỉ này mà về thị trường Việt Nam mình hay là thị trường Thái Lan này mà di chuyển những cái cung đường xấu ấy, thì với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà dễ chịu được. Rất là nóng lưng. Đây, ở đây chúng ta cũng sẽ có cái phần tay nắm mô phỏng theo đúng chất của những mẫu xe off-road. À, xe này cũng được trang bị hai túi khí ở phía trước. Kính chiếu hậu thì chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh chống chói bằng tay thôi. Đây là phần 4 wheel ấy. Mức giá dành cho chiếc xe này ở Việt Nam phải cực kỳ hợp lý, hay chúng ta có thể nói là rẻ, thì em nó mới có thể tồn tại được, phải không ạ? Hay biết đâu về anh em thích thì lại sở hữu một mẫu như thế này để đi off-road cho off-road nhẹ nhàng chẳng hạn, thì có thể hay mình có thể anh em mình trao đổi với nhau là off-road phố. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống với cái hàng ghế thứ hai đi. Hàng ghế thứ hai theo như là Duy nhìn nhận quan sát ở đây thì nó sẽ không được. Đó. Đây hàng ghế thứ hai đây. Hàng ghế thứ hai nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào hàng ghế thứ hai. Để vào được cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này ấy, thì chúng ta sẽ đẩy cái hàng ghế thứ nhất lên, đấy là điều đương nhiên rồi. Và chúng ta sẽ có một cái vị trí ngồi ở đây.
nếu như mà cái vị trí của hàng ghế thứ nhất mà để ngồi thoải mái cho người ngồi hàng ghế thứ nhất thì hàng ghế thứ hai này ngồi sẽ không mấy được rộng rãi. Đó. Ghế này thì cũng ở mức độ tạm ổn thôi, chứ nó cũng không được thoải mái lắm. Phần tựa lưng nữa nhé, các kiểu. Tay nắm. Phần kính ở đây cũng vậy. Duy cảm nhận được cái chất lượng của những cái chi tiết như thế này. Phần kính thì không biết là đi off-road vặn xoắn thì đá được bắn lên thì nó có dễ bị nứt không. Duy cảm tưởng nó khá mỏng đấy. Nó không được dày đâu, gõ vào nó hơi mỏng. Đó. Đây chúng ta cũng sẽ có cái khay để cốc nước này. Tối quá, trong này tối quá, mọi người thông cảm nhé. Cái đây thì nó noi. Đây, mời các bạn cùng nhìn ngắm lại cái bằng táp lô của chiếc Suzuki Jimny. Suzuki phải nói là có những cái ngôn ngữ thiết kế vô cùng bảo thủ thì mới có thể làm lên một cái mẫu xe Jimny như thế này. Phần đầu xe thì cũng được trang bị đèn LED đấy, nhưng mà những cái chi tiết bên trong này thì Duy nghĩ là còn phải cải thiện rất nhiều, nên cải thiện ở những cái thế hệ tiếp theo hay những cái bản nâng cấp tiếp theo thì một cái mẫu xe như thế này sẽ được nhiều người tin dùng hơn với cái mức giá hợp lý. Các bạn thấy sao về mẫu xe này ạ? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autodaily để chúng ta cùng nhau chia sẻ cập nhật nhiều hơn những cái thông tin về các mẫu xe tại Bangkok Motor Show 2019.